Kính thưa quý vị khán giả, trước mắt hình ảnh đây cả quý vị đang thấy là Thái Salem đang ngủ trưa quý vị. Thì hôm nay là Thái ngủ rất là nhiều. Sau khi mà để cho Thái ngủ một giấc thì Thái đi ra ngoài, Thái ăn và Thái quay lại chỗ đây. Thái xin đi toilet và Thái đặt lưng xuống ngủ liền quý vị. Em cũng vừa thấy Thái đi để xẹt vô chỗ này và dựng sóng xe xuống để tiếp cận để nói chuyện với Thái để khuyên bạn Thái bình tĩnh. Thì vừa đặt lưng Thái Salem xuống thì Thái Salem đã ngủ một cách ngon lành, rất là nhanh ngủ luôn quý vị. Thì hôm nay có thể là do Thái thiếu ngủ nên cái tinh thần của Thái không ổn định. Thì hôm nay Thái ngủ rất là nhiều, thì em cũng đi theo Thái cũng cả nửa buổi hôm nay. Thì hôm nay là thời gian chủ yếu Thái dành để ngủ trưa là chủ yếu quý vị. Thì do Thái ngủ em xin dừng clip tại đây nha quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả với Thái Salem trong clip tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, trước mắt hình ảnh các quý vị đang xem là hình ảnh có một chị gái. Chị này có sự bất ổn về tâm lý. Theo như bà con gần đây chia sẻ thì lý do là chị ngoại tình, bị chồng phát hiện và bỏ đi. Và từ đó chị bị có bất ổn về tâm lý nha quý vị khán giả. Thì chị sống lang thang ngoài đường này đây mai đó, bãi rác, bụi rậm và khu toilet chợ ông Văn. Khu vực này thì bà con gần đây thì rất quen thuộc với hình ảnh chị và Salem hay ở trong toilet nha quý vị khán giả. Thì theo bà con chia sẻ thì chị có một người con gái cũng đang học mai học hớt tóc gì đó ở gần đây. Thì không hiểu lý do gì mà người con gái của chị không cu mang và đem chị về nuôi. Và do tâm lý chị bất ổn như thế này thì theo như bà chia sẻ của bà con thì có một lần là chị đã bị một người đàn ông nhậu say xỉn để dụ chị vô bụi rậm và quan hệ tình dục. Thế đây cũng là một hoàn cảnh đáng thương để cần được sự giúp đỡ của bà con cô bác. Chị nãy giờ chị có thấy Salem hay ở trong toilet với chị không? Chị nãy giờ không có thấy Salem đi cản hả? Này chị hết lượm chai chai hả? Rồi, không cần tiền hả? Tỉnh móc tiền cho chạy luôn. Chị nào chị gặp xe em chị nói cho em biết nha. Cái này người ta cho cơm chị ăn hả? Chị ăn đi, ăn cho no đi. Không lấy muỗng ăn chị. Mở cái muỗng trên bàn kìa. Rồi chị ăn chay luôn. Là ngày là chị đến đây ta cho cơm ăn. Mua hả? Cho nãy cho tiền không lấy. Phần cơm như chị là ăn vậy là nhiêu tiền? Thấy ăn giống buffet chay quá vậy. 5.000, 2.000, 3.000. À, là trả tiền, ăn trả tiền, nên là có nhiêu tiền trả bao nhiêu? Có gửi tiền trước. À, chị có gửi tiền trước. Quán quen. Chị có biết Salem mà đúng không? Salem cái đầu chọc chọc hay ở chung cho toilet với chị trong đó đó. Hay ngồi xin tiền ngay cầu, ngay đầu cầu nè, chợ cầu ông quán đó. Không thấy hả? Bà hả, anh cho tiền em, anh để ngay góc có còn không lấy. À dạ. Chị ăn đi. 12, 13 ngàn gì đâu có lấy. Chị ăn đi, sao vậy? Lại 20 cho anh lại nữa. Cứ lại ngồi chơi chứ em có lấy gì của anh. Đâu có quen đâu em lấy tiền. Dạ. Thì lần trước em hình như em có cho tiền chị mà. Có cơm mấy ngàn. Cho trong chợ đó, trong chợ trong đồ đó. Đi uống nước, hình như bữa đó uống nước đó. Dạ. Sao vậy, cho tiền không lấy sao giờ kỳ vậy? Có lâu mới rồi, ấm kiến rồi, có lạnh. Rồi cũng ăn. Là phải quen như trên đây lâu lâu ăn cơm chịu rồi có gửi tiền rồi. Không có tiền, cho tiền không lấy kìa vậy. Vậy này chị còn vô ngay chợ ngủ không? Ngay toilet ngay chợ ngủ giống Salem không? Có, ở nhà ấy. Mà nghỉ không có.
Xe nào chị gặp xe lem ngủ chung chổng không? Không biết nữa. Sao lần trước thấy chị còn trẻ đẹp gái mà sao lần này gặp lại thấy càng ngày càng già xuống dữ vậy? Già hả? Ừ. Đẹp gái mà. À, đẹp gái, đẹp gái. Chăm chăm. Chị mới xăm đây hả? Lần trước em gặp chị là chị đâu có xăm trên tay đâu. Năm rồi hả? Mới xăm rồi. Ai chăm cho chị vậy? Con gái chị hả? Không, tiền gái đó. Xăm nhiêu tiền? Xăm đó nhiêu tiền? Mấy trăm. Mấy trăm ngàn. Không có tiền để trả cơm mà đi xăm vậy? Có tiền người ta cũng cho ăn. À. Ta cho tiền rồi mua. Anh lại gọi đây chơi đi. Dạ, dạ thôi được chị. Ăn xong rồi ăn nhanh này vậy? Còn bịch canh này ăn bịch canh luôn bỏ uổng. Chị lấy tâm cây xỉa, lấy tâm cây xỉa. Xin cây tâm, lỡ ăn rồi, xin cây tâm luôn. Chị nói cái gì em không nghe rõ. Anh thấy người ta xăm son đẹp không? Xăm son ở đâu? Ở là xăm chỗ, xăm cái tay hả? Hay sao? Đẹp không? Chị ra đây ngồi đây đang nói sao? Dạ, chị đang ở đây xa quá em nghe không rõ. Với nãy em hỏi Salem á, hỏi chị có gặp Salem hay không. Chị tên gì, chị nhiêu tuổi? Em lần trước em quên rồi ta. Tên Anh không? À, tên Anh năm nay là nhiêu tuổi? Già lắm rồi, chậm Anh. Sao chị xăm... hai con. Chị sơ thích... Bên này con nữa. Chị hai tiệm. Chị thích xăm con này con bướm hả? Con khác, con này mấy con bướm. Rồi con này con gì? Bướm nó nói ba con nó xăm con khác đi, con bồ cạp, con bồ mắt à, gì á. À con bồ cạp, con bồ mắt. Có xăm thôi. Em nó cũng nói kể có xăm thôi. Rồi con này con gì, là cái này là con gì? Con này xăm nè cho mấy nhỏ kia ăn gian trưa làm sùm giữa lộ à, nói không được. Kéo lại nó nói chạy tuốt hết á. À, là chị biểu xăm xăm cái gì mà ta xăm này cho chị là chị nói ăn gian chị rồi sao? À, mấy cái đứa mà nó mắc chạy cái nó nói tay em dài hai ba lóng cái chạy không mất hết đó. Nói không lợi nó. Dạ. Rồi mai mốt chị có dự định xăm gì trên đây nơ không ha, như vậy đủ rồi. Đúng rồi. Đủ rồi, đúng rồi ha. Mình xăm vậy được rồi chứ xăm chi nữa đau tiền đâu xăm, ai đâu xăm, thời buổi giờ chạy mất hết á, chưa nó là. Ủa cái xe dựng cho chai chị vậy kia hả, nay lộn cho chai được nhiêu tiền? Dạ dạ cảm chị nha. Lộn như chai đâu có lộn, cái đó để ai xài không có lộn cho. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ cảm ơn chị, chào chị. Xe của chị làm nhà trai dựng đây các bạn.